nó không có sự liên quan gì đến giọng hát của hai đứa cả, nhưng mà vì cái sự đam mê ca hát chẳng hạn, hoặc là vì cái sự rất là muốn giao lưu với mọi người, và nói chung là cũng muốn thử sức về dòng nhạc bolero này. Thế là hôm nay chào Hoa nhá. thật sự cả hai đứa không đứa nào biết hát bolero đâu. Hai đứa là chỉ là chuyên nhạc nhẹ, nhưng mà hôm nay rất là thử sức. Biết rồi, hiểu mà. Hiểu mà lại. Chủ đề ngày hôm nay rất là kiểu cách biệt nữa chứ. Những ngày biệt ly. Những ngày biệt ly. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho hai idol. Kasumita. Chào Xoáy Đức nhá. Chào Hồng Thành. Xin chào mọi người nhá. Bây giờ thì mình mở màn một bài cho mọi người nghe chơi nhỉ. Thật ra là mình vẫn nên mở nhạc trước đi, rồi lát nữa thì sẽ có rất nhiều câu hỏi, có thể đưa ra những câu hỏi về chủ đề những ngày biệt ly, rồi có thể sau nếu mình làm xong cái chương trình này lát nữa còn thừa thời gian thì mình sẽ cùng mọi người có thể order bài hát, nhưng mà kiểu tâm sự nữa. Chắc là chỉ có order bolero thôi. Thì hôm nay chỉ có bolero và bolero thôi. Cảm ơn mọi người nha. Biết rồi. Đã rồi. Ok, bây giờ mở bàn bài gì nhỉ? Kiểu chủ đề nghiệt ngã quá. Thôi hát duyên phận luôn đi. What? Bây giờ thì thật ra là mình đã kể cho mọi người nghe, mình sẽ mở màn chào sân khấu cho mọi người nghe một câu chuyện. Em là mem của Mina thì chắc là biết Mina kể chuyện ma rất là hay đúng không? Xen kẽ vào đấy thì Mina kể chuyện tình cũng rất là hay này. Kể chuyện ma luôn. Áo đỏ Mina Young. Vâng. Vâng ạ. Không nhận ra hả? Hay là không nhận ra đúng không? Không nhận ra. Ôi tôi đã. Thực ra là cái chủ đề bolero ngày hôm nay là chủ đề những ngày biệt ly. Nói về là những có những mối tình chợt đến rồi chợt 20 năm mà say hoài không vơi được cái gì nào hết. Cái gì trên đời này có được đều cũng có thể mất đi và quên đi. Duy chỉ có tình yêu là thứ bất tử. Mọi người có tin vào tình yêu không? Không. Ôi. Trời. Áo vàng là ai hả? Em là Phương Dung nhá mọi người ơi. Mọi người có tin vào tình yêu không? Có ai tin vào tình yêu không? Có người không nhở? Ôi toàn không tin thôi. Thế à? Ghê quá. Mít không tin vào tình yêu hả? Không bao giờ tin, không tin. Ok. Thật ra là chỉ những con người chắc là chỉ những người trải qua những sự đau khổ nên là họ mới không tin. Chứ còn những người ví dụ như rất là hạnh phúc hay như nào đấy, người ta thì mình đưa ra 50-50 đi. Mày nghĩ chưa có bao giờ. Được rồi, mình nói tiếp là cho nó nhất là tình yêu không trọn vẹn thì không đến được với nhau nên là nhớ suốt đời luôn ý. Bởi vì là như nào ta, có những cái ui cái nhạc này đúng tâm trạng luôn. Áo đỏ là idol nào thế hả? Chào Bin nhá. Mình không quen nhau lắm Bin ạ. Mình không quen nhau lắm đâu. Và để mình nói tiếp đi. Thấu hiểu được cái tâm tư đấy thì sâu đặc biệt bolero ngày hôm nay sẽ hát những bài hát dành riêng cho những người từng ôm nỗi đau đau vì tình yêu và bị cách trở ấy, bị chia ly. Vì thế là những ngày biệt ly chính là chủ đề chính của sâu ngày hôm nay. Cái gì thôi lát 21 giờ thế bảo không cho thì sao? Khổ tâm quá. Thế bảo không cho thì sao? Để xì cái này ra bên này một chút. Để cho mình làm ạ. Không cho cũng được. Chào anh Bắc nha. Hello mọi người vào. Chào anh. Sao bây giờ đi ngủ rồi này? Em biết ngủ rồi mà. Biết được lịch ngủ của biết luôn. Sao ấy nhỉ? Sao em như vừa mất hay như nào vậy? Chị lag à? Chị lag đúng không? Chắc thế. Hình như bị lag đúng không ạ? Chào mọi người nha. Bây giờ chủ đề quá biệt ngã.
kiểu đúng chạm vào nỗi đau của một số người ở đây, trong đó có mình. Khổ tâm lắm. Cái đi, hai đứa nó treo nha. Không. Ra là đi. Tại sao lại mọi người xem xong rồi một lát nữa mọi người đi tắm cũng được mà. Hai đứa nói yêu nhau mà sao không biết lịch thế á? Vậy à? Vậy bây giờ mới biết luôn ý. Kiểu hôm nay là lần đầu tiên mà hai đứa ngồi cùng với nhau luôn đấy. Chưa gặp nhau ở ngoài bao giờ, chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Lần đầu tiên ngồi cùng nhau, hát cùng nhau. Mọi người có ai có câu chuyện gì muốn tâm sự không? Về vấn đề chia ly. Hôm nay là hai đồ sẽ ngồi đây một tiếng để tâm sự mọi người về tâm sự, về cái sự đau đớn trong tình yêu, về cái sự biệt ly trong tình yêu, hoặc là nhưng mà cái này thì không liên quan gì đến một mối tình đơn phương nhỉ. Hôm nay bạn áo đỏ nói chuyện nhẹ nhàng ấy. Hát bài người qua đi rồi. Hôm nay là chủ đề của chúng ta là ngày bolero ấy, là hát bolero ấy. Mọi người nếu có yêu cầu thì mọi người hãy yêu cầu bolero nhá. Bây giờ thôi, bây giờ này nhá. Hình như ở đây đâu mem của bạn, bạn gì nhỉ, bạn Dung đâu rồi? Mem bạn Dung đâu? Chẳng biết đi đâu hết rồi, bây giờ không thể lên. Thế bây giờ ở đây toàn mem toàn thế mem Mina này, cho nên là mem Mina không thích nghe Mina hát nữa đâu. Thế bây giờ Dung sẽ hát tặng mọi người một bài hát bolero trò sân. Mọi người muốn nghe về gì không? Cứ hát bài mà Dung đã chuẩn bị đi. Bài gì nhỉ? Ok, em sẽ hát một bài để cho mọi người nghe nhá. Ngắm hoa lệ rơi. À không, hôm nay là Mina đã bảo là hôm nay chỉ là không không thích nghe hát cải lương hơn. Người tình không đến hả? Người tình không đến là bài gì? Hình như em không biết bài gì. Thật ra là thế này này, không phải là do là không muốn hát, nhưng mà cái chủ đề này thì cả hai đồ đều không biết nhiều ấy, cho nên là đã có những chuẩn bị bài trước, đã có chuẩn bị những bài trước rồi, những bài đã thuộc, không phải là bài nào cũng thuộc ấy, cho nên là mọi người chịu khó nghe những bài đã chuẩn bị rồi nhé. Tại vì đây không phải là thể loại chính của cả hai đứa, cho nên là chỉ biết một số bài thôi. Ok, bây giờ mọi người, em sẽ hát cho mọi người nghe bài Con đường xưa em đi nhé. Để ủng hộ cái show này thì cái show này ấy, các idol sẽ nhận hết cả kem cả kẹo, không cần phải không nhất thiết phải là trái tim hay là hoa hè gì nữa đâu. Mọi người cứ thoải mái nhá, bao nhiêu cũng được ạ. Chào mọi người nhá. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái dâng hết ân tình.
Phượt là con
để luyến được cái bolero này. Ta đến theo họ hàng đôi bên, một người nên xuyên một bước em nên vừa nghiêng, vọ lại sau lưng bầy em. Trời, không công bằng một tí nào hết. Áo đỏ hát áo vàng xếp là số 1. Áo đỏ hát đùa, trời ơi, xếp là số 1, xếp là số 1. Ok, Mina ổn, Mina ổn. Hát sai. Mina sẽ I love you tự tặng cho Mina. Đấy, coi như là mình có an ủi phần nào đấy. An ủi phần nào đấy. Nhưng mà nhớ mặt nha anh Phúc. Yeah.
show này thì phải treo đúng không? Treo đúng không? Sau cái show này thì phải xem lại bản thân một tí. Là không biết là có ai được không? Không biết thử. Thì không biết là mình tham gia cái show này có phải là tham gia cái thể loại này có phải là một sai lầm không? Thì là quá sai đúng không? Sai rồi đúng không? Lấy mẹ em sợ chứ. Anh chắc quá đáng lắm luôn á. Phải ớ sao anh không tặng không lên nhớ nhở. Thôi được rồi, bây giờ thế này, Femina thế này này. Femina là anh quá đáng lắm luôn á, anh bỏ qua cái phần múa của em đi được không? Dung múa hả? Dung biết múa rồi hả? Anh bác thế Dung muốn như nào? Muốn như nào ấy? Để lát nữa em nha. Để lát nữa em hát để Dung múa vậy. Em không múa đâu. Bây giờ không phải bảo dài đâu. Không thì lát nữa hai đứa sẽ lên múa một bài. Hai đứa sẽ lên múa một bài. Người thế nào? Anh còn clip hả? Anh quá đáng lắm luôn á. Quá khứ, ok. Bây giờ Mina kể chuyện trước đi. Thật ra cái chủ đề này ấy, Mina cảm thấy nó buồn. Buồn lắm luôn ấy. Mà cuộc đời Mina rất là vui cho nên là không biết kể như nào. Không biết có một câu chuyện buồn nào để kể như này. Thật ra thì cái chủ đề này có vẻ là hợp lý. Cái gì? LCD hơn hạnh tài trợ chương trình này. Cà đệ nói ca nghe nhé. Lát nữa đệ nói ca nghe một chuyện nhé. Kể chuyện đồ hả? Mít ạ. À? Kể chuyện đồ. Kiểu mọi người chắc là mọi người không biết là ở đây có ai xem phim Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân chưa? Phượng Dương công chúa. Wow. Chào Lê Quang Hải nhá. Chào anh Thành. Hàn Quốc. Giới thiệu Mina là người Hàn Quốc. 안녕하세요. 저는 미나입니다. 만나뵐 기대 어반 같습니다. 한 번 하이 안녕 해줘. 안녕 너무 싸요. 겨우 겨우 chưa mọi người chưa xem á? Rồi mọi người chưa xem kiểu lãng phí lắm luôn ấy. Rất là hay luôn. Và em cũng đã từng bị một lần như thế. Có nghĩa là tình yêu không có lỗi, lỗi là chị thân. Không phải lỗi bản thân mà lỗi là chị thân. Kiểu là như này, hai đứa chia tay được hơn một tháng. Thì cái chị đấy với lại anh yêu cũ của mình là kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Trong khi mình với chị ấy rất là thân với nhau. Cũng không phải là rất là thân mà kiểu như là có chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau ấy. Tâm sự chuyện tình cảm chẳng hạn. Khi mà mình bảo là mình chia tay thì chị ấy vẫn là còn an ủi mình rất là nhiều. An ủi đủ thứ luôn, trên trời đất còn bảo là thôi hôm sau ra Hà Nội đi rồi chị dẫn đi chơi, đi ăn, đi uống các thứ, quên chiếc điện cũ đi. Đến khi mà gần được hơn một tháng, mới chia tay hơn một tháng thì hai người đấy kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Giống diễn viên hát quan họ. Kể tiếp. Tại vì rất thích nghe, rất thích kiểu phim đấy nên là rất thích đúng cái phim đấy hay. Mọi người nên xem cái phim đấy. Câu chuyện mang tính chất thề. Câu chuyện thân của em không phải là rồi sao nữa. Khi mà hai đứa mình chia tay ấy thì có nhắn tin cho chị kia. Anh nghe rồi thì tâm trạng cho em, anh ra Hà Nội đấy. Thấy á, mai ra Hà Nội á. Kể chuyện mà để em kể chuyện đã nhá. Bây giờ em thề luôn là em kể chuyện của em luôn nhá, câu chuyện của em luôn. Lúc đấy là em đang học lớp 12. Đang học lớp 12 thì kiểu như là chia tay rồi nhưng mà em vẫn nhắn tin cho cái chị kia. Chị kia là học cùng trường với anh người yêu của em, anh yêu cũ của em. Chị đấy chia tay nhưng mà vẫn nhắn tin cho chị đấy để tâm sự. Xong rồi chị vẫn an ủi mình, bảo là hôm sau ra Hà Nội đi, chị sẽ dẫn em đi ăn, đi chơi, quên chuyện cũ đi. Chắc là anh ý bạn bè vô tâm thôi, kiểu là bạn bè hơn người yêu ấy thì vô tâm thôi. Nhưng mà sau đó thì bọn mình chia tay được hơn một tháng thì hai người đấy kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Mình hỏi chị đấy
chị ấy không nói gì cả. Còn mình hỏi cái anh người yêu cũ ấy thì anh ấy bảo anh chối, anh không nói. Còn mình bảo anh còn chối thì chị Linh đã nói thật rồi. Thì anh bảo là ừ, anh yêu nhau, còn anh yêu nhau đấy thì sao? Đau lòng lắm. Trời ơi, kiểu lúc đấy là đang là mới lớp 12 thôi, kiểu bị một quả đúng đợt là mà mới hết phim ấy, mới hết phim tình yêu không thân ấy. Bây giờ mình là tình yêu không có lỗi chị thân, đau lắm, khổ lắm. Em thề luôn, không có chuyện thật của em, không phải là bịa đâu. Còn nhớ những ngày tháng bên nhau mà sao nồng ấm, khổ sao giờ quá đỗi thân thuộc như ngày hôm qua. Nếu vậy mà giờ đây nỡ lòng nào, kiểu người lạ thân quen đường ai nấy đi. Giờ ơi, lại còn là chị thân hả? Chị thân, thân quá, thân mà đến nỗi người yêu cũng phải dùng chung mà. Thân nhau lắm, chẳng nhau đâu. Ai để hát một bài tâm trạng với cái bài này nhá. Với cái câu chuyện của em vừa kể đó, em sẽ hát bài hợp tâm trạng luôn. Đây bài mọi người, nó là Sầu Tím Thiệp Hồng. Nghĩa là ý là Dung hát bài này. Bài này hai đứa hát chung đi. Thế cũng được. Ok, bây giờ tôi sẽ hát bài Mùa Đông của em. Đúng vào cái dịp cái đợt mà hai đứa yêu nhau thì là vào mùa đông. Khổ. Cái không phải là của em rồi, mà là của chị ấy rồi. Ừ, của chị ấy. Mùa nhưng đông mà, của chị ấy rồi. Nhưng mà kiểu vẫn rất là hợp với cái câu chuyện vừa rồi em vừa kể. Mùa đông, thực ra bài đấy là bài mùa đông của anh. Nhưng mà em biến thành mùa đông của em. Mọi người hãy nghe mà gọi là thấu hiểu cái tấm lòng của em khi mà bị chị thân gốc người yêu. Trời hạnh phúc mãi.
ngày hôm nay chỉ là bolero thôi, cho nên là mọi người đừng yêu cầu những bài sôi động nhá. Ôi. anh Hải, em bảo này, thế bây giờ ấy, em để Dung hát cả show, em không dám hát một bài nào nữa. Anh Hải nói là em không dám hát một bài nào nữa. thật sự là làm như thế, bây giờ mình phải hát lại một bài để anh Hải phải chứng tỏ là mình là thật sự hát tệ. Thật sự hát tệ bolero. Không phải là thế. Thật sự hát tệ bolero không phải là chỉ là tệ bình thường, tệ đơn giản đâu. Thật sự tệ luôn, thật sự tệ. Kiểu như là không nghe thì nghĩ là nó tệ. Cũng mà, nhưng mà khi mà nghe rồi thì nó sẽ tệ hơn. Không, em nói chung là em chỉ có mấy bài cũ của em thôi. Sâu tím thiệt không? Hoa nở về đêm. Bài đấy em không biết hát nha, không biết Mina có biết hát bài đấy không? Hoa nở về đêm Mina không biết đâu. Anh Bắc biết rõ là Mina không biết. Sâu tím thiệp hồng. Anh Bắc biết rõ là Mina không biết hát bài đấy mà. Người hát được không? Chào Bắc nha. Hello cả nhà. Có gì đó sai sai á? Sai cái gì ạ? Sai gì anh Hạnh ơi? Tại sao lại sai? Nhưng mà cái này nó không có tông nữ hay như nào ấy nhỉ? Có thì sao chứ? Nó chỉ có tông của song ca này thôi ấy. Bật tông nữ rồi chứ. Đây à, cái này đúng không? Không, cái đấy biết chuẩn mà. Biết chuẩn là cả nam cả nữ. Chào anh Hiếu. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi. Hay là Mina với... À đây có này. Anh gọi ta này. Em đây. Hiếu lên ủng hộ em đúng không ạ? Mình là gì của nhau á? Tại sao anh ấy lỡ đối xử với em thế? Free
một show video này. Lần sau có một show video nữa thì chắc chắn là em sẽ vẫn đăng ký tham gia. Mọi người có ai muốn tâm sự gì không? Và có ai muốn nghe bài gì về Bolero không? Xin vui bút áo đỏ nha. Em chào anh Bob nha. Xin vui bút áo đỏ. Thật ra là ở đây thì không nên xin Facebook riêng ai cả. Còn nếu mà muốn xin Facebook riêng hay như nào đấy thì lát nữa. Inbox? Không. Inbox, biết Facebook đâu mà Inbox. Ừ, quên đấy nhầm. Lát nữa thì Mina có show sau ấy, cho nên là mọi người có thể ở lại xem mà. Rồi lúc đấy hỏi xong được. Yêu đầu yêu cầu có hát được đâu. Thì mọi người phải yêu cầu những bài nào mà hai đứa biết chứ. Mọi người yêu cầu không biết. Mọi người không biết, mọi người toàn yêu cầu bài không biết thì làm sao mà hát được. Cho nên bây giờ là chỉ là sâu tím thiệp hồng. Sâu tím vừa hát xong đi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mất lệ. Mina kể chuyện đi. Bật nhạc cho kể chuyện. Thật ra là Mina chỉ muốn kể qua giọng hát thôi. Kể qua lời... À, không muốn kể qua lời nói. Muốn kể qua giọng hát thôi. Đây là bài Sâu lẻ bóng. Đây là bài Dung gửi tặng đến Tình đời. Tình đời em không biết hát rồi. Lát nữa cuối show em sẽ báo sau nhé. Bài này tên gì? Chỉ được mọi người chờ em nhé. Bài nào? Đúng, Sầu lẻ bóng. Chính xác. Trời ơi, anh kiểu anh cái gì biết nhở? Anh Bắc cái gì biết nhở? Anh Bắc. Em xin lỗi mình nhưng mà anh Bắc đều dành hàng 36 đấy. Thế á? Bên anh Vina đặt thôi. 36 là cái gì? Đọc Bolero em đọc thôi nhá. Khổ tâm ghê. Cái gì là sao? Này cái gì là sao? Cái gì cũng được mà. Mọi người đây cái gì cũng được. Hôm nay là thoải mái. Cái gì cũng ok hết nhá. Đó, hôm nay là mọi người lên cái gì cũng được. Nghĩa là ủng hộ cho hai đồ của em thôi. Ủng hộ nhiệt tình ấy. Không có phân biệt gì hết. Không phân biệt. Thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến.
trong màn chính sau. Cứ hát xong rồi mọi người bàn về cái kết sau ha. Bài duyên phận hồi nãy áo đỏ hát rồi. Duyên phận. Ừ, duyên phận áo đỏ hát rồi. Giờ sẽ hát bài Vùng lá mê bay. Sao thế nhỉ? Bót ơi. Sao cái mic nó cứ rú lên như này? Đổi thông hai bộ chứ à? Không. Hai chúng
Bây giờ em có show sau là 21 giờ room 77, thì mọi người có rảnh thì vào chơi với em nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hai đứa nhé. Bye bye.